chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng. Vâng, chào quý vị các bạn, là đây là hành trình mình về quê. Thì từ Thủ Đức mình sẽ trở về Tây Ninh, nhưng mà bây giờ mình đang đi trên đoạn đường đó là đường bên Lái Thiêu. Thì mình quay cái video này lại để cho các bạn cùng thưởng thức. Bởi vì sao bên Lái Thiêu thì đèn ở đây rất chi là đẹp. Này thì bên đường bên phía bên trái thì có bách hóa xanh, điện máy xanh các kiểu. Cho nên mình sẽ quay lại cái video này để cho các bạn cùng xem. Trên đường thì xe chạy cũng không đông lắm, mà chúng ta cứ bon bon trên đường thôi. Rồi mình ngồi phía sau mình quay lại cái video này để giữ lại làm kỷ niệm và chia sẻ cho các bạn cùng biết. Nếu hai bạn nào mà chưa biết bên Lái đường đoạn đường bên Lái Thiêu đi như thế nào thì các bạn cũng có thể xem video và xem cái phong cảnh ở đó như sau. Thì ở phía trước mình đang là một chiếc xe du lịch màu đen, nó chạy rất là chậm cho nên mình cũng chạy chậm theo. Mình cũng không dám vượt qua bởi vì người ta kêu là ra đường thì mình phải chạy từ từ, chậm chậm cho an toàn. Và xe mình cứ như thế tiếp tục đi. Thì chúng ta cũng đi cũng gần đến vòng xoay bên Lái Thiêu rồi. Thì bên tay trái thì có quán Phở Quỳnh. Đó, các bạn hãy nhìn ở phía trước và chúng ta chuẩn bị đến vòng xoay của Lái Thiêu. Các bạn thấy chưa? Đó, vòng xoay đó có cái hình của cái tháp nước rất chi là đẹp. Thì bây giờ chúng ta sẽ bo cua và chúng ta sẽ đi về hướng cầu Phú Long. Nhưng mà trên đường này đi thì ở đây có rất là nhiều xe và đồng thời hai bên đường buôn bán rất chi là tấp nập. Và mình cứ tiếp tục mình đi như vậy. Các bạn thấy không? Mình quay video nào mà quay rất là gần luôn cho các bạn cùng xem. Bên đường thì người ta đang bán đồ rất là nhiều trong những cái cửa hàng và những cái gian hàng như thế. Thì mình cứ tiếp tục mình đi thôi. Và chúng ta đi đến đây là đến một cái cầu mà bên gần cái cầu này có công viên, có rất là nhiều người đi dạo công viên. Thì mình cảm thấy ở đây là một cái thị trấn rất chi là đông người và rất là đẹp. Mình đang đi trên cầu và bây giờ mình đã đến mắt kính Sài Gòn rồi. Các bạn thấy không, mình sẽ chụp lại cái cảnh này. Và bây giờ mình tiếp tục, mình đang bon bon trên đường cầu Phú Long. Đó, thì bây giờ mình đã lên gần tới giữa cầu rồi. Thì phía trước mình cũng có một số cái xe chạy rất là nhanh. Mà bây giờ thì mình đi vào buổi chiều thì đèn này đã sáng lên rồi. Thì video của mình thì thật sự nó cũng không rõ lắm, bởi vì về ban đêm mà chúng ta quay nó có thể cái khung cảnh nó mờ. Và bây giờ mình đã xuống cầu Phú Long và tiếp tục mình sẽ quay qua bên này mắt kính Điện Biên Phủ cho các bạn xem nha. Đó, cho bạn các bạn biết là mình khi mà mình đi tới đâu thì mình sẽ quay tới đó. Các bạn thấy chưa? Là bây giờ mình tiếp tục mình sẽ quay cho các bạn xem phong cảnh thật là đẹp luôn, buôn bán rất là tấp nập. Và kế đến mình đi đến một cái chợ, gọi là cái chợ bên này gọi là chợ bên Mũi Tàu. Thì có rất là nhiều người, người ta đang bán đồ luôn. Đó. Và có một số người bạn dừng lại, người ta sẽ mua đồ ăn hoặc là nhiều thứ khác nữa. Thì chúng ta cứ tiếp tục và chúng ta đi như vậy. Mình vừa đi thì mình vừa quay lại video. Thì xe chạy đây cũng rất là nhiều. Và ở đây có rất là nhiều người bán. Nếu các bạn nào muốn thèm cái gì thì các bạn có thể ghé vào ăn. Đó, và bây giờ mình đã đi đến địa phận của Hóc Môn. Thì ở đây thì mình sẽ chụp cái hình này để mình làm kỷ niệm. Và bây giờ xe của mình lại tiếp tục băng qua bon bon, chạy qua một cái đoạn đường lớn và tiếp tục đi. Và mình cứ tiếp tục tiến về phía trước bởi vì mình đang chạy xe. Thì có người, một người bạn mình sẽ quay lại video cho mình và mình cứ tiếp tục như thế và mình cứ chạy thôi. Xe rất là nhiều và buổi đêm đèn rất là sáng luôn đó, cho nên video này nó cũng hơi rõ. Thì mình cứ tiếp tục mình đi như vậy, nhưng mà mình hãy đi chậm chậm thôi, mình sẽ làm chủ tốc độ. Bây giờ địa phận này á là địa phận ở ngoài quốc lộ rồi, gọi là quốc lộ 22 nha các bạn. Và bây giờ mình lại vòng vô phía trong, mình sẽ đi ngay chỗ đây, mình sẽ thấy một cái vòng xoay rất chi là tuyệt vời luôn. Đây là gọi là cái đoạn đường này lên ngay chỗ bên Hóc Môn. Thì mình cũng sẽ chụp lại cái cảnh studio áo cưới Phương Dung cho các bạn xem. Ở đây áo cưới rất là đẹp.
và cứ như thế mình cứ tiếp tục mình đi thôi. Đó, mình đi ở bên này thì đang đoạn đường này cũng là bên Củ Chi, thì bên Hóc Môn, thì mình tiếp tục mình quay video này lại. Đó, bây giờ mình đã đến là Mắt Kính rồi, Điện Biên Phủ, Sài Gòn. Là cái này nó nằm ở quốc lộ 22 nha các bạn. Thì mình cứ tiếp tục mình thấy những cái cảnh nào mà đẹp mắt và bắt mắt thì mình sẽ ghi hình lại. Và bây giờ mình đã đi đến khu phố văn hóa Lộc Du, Trảng Bàng. Mình đã về tới Trảng Bàng rồi. Đó, và mình tiếp tục mình đi. Và bây giờ mình đã đến thị trấn của Gò Dầu và đã đến nhà của mình rồi. Và mình sẽ dừng video lại ở đây. Nếu các bạn nào xem video và thấy video mình bổ ích và hay, hãy đăng ký ngay. Bạn có thể xem comment và để lại lời nhận xét công khai phía bên dưới. Nếu các bạn thấy hay nữa thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè người thân mình cùng biết đến nhé. Cảm ơn các bạn.